lì xì cho con cháu mình một cái gói mì nhỏ nhỏ à. Mà cho con coi thử cái gói mì nó như thế nào không thôi. Ông giấu con từ từ lên xe luôn á. Không, nó cũng còn không có nhiêu, nó muốn hết nửa gói rồi. Con chào ông Tư. Thì hôm qua thì cái cảm giác ngủ lần đầu tiên mà sau hơn 30 mấy năm ngủ ở lại cái vùng đất Tắc Dân Cà Mau này thì như thế nào ông Tư? Cái cảm giác ngủ ở nhà, tại nhà chị Hường con của mình á, thì ông Tư ngủ có ngon không? Cha con nói thẳng con, ngủ không ngon. Không ngon là gì? Ngày nay đó đi có đứa em bạn. Dạ. Đó. Nhưng mà cảm thấy đời cha. Dạ. Thấy hai con. Cha cũng cảm động lắm. Tuy gần qua cha mới trọng thương thôi nhưng mà cũng tâm sự với đứa con vậy ra. Đó. Rồi cha mới nói thôi, cha nói con vậy thôi, cha ngủ à, đó. Nhưng mà nằm có ngủ đâu, đó. Lăn lóc, để sáng, đó. Lăn lóc là vì khác chỗ hay là vì không phải. Tình cảm của con mình dành cho mình? Dành cho đứa con, nó dành cho cha, đó. Có nghĩa là ông Tư đã cảm nhận được sự yêu thương từ hai đứa con của mình. Đúng. Hôm qua là con có biết được là anh Hưng là có ngủ chung với ông Tư với lại ông ba luôn? Không, con tôi ngủ trên giường. Cạnh bên? Hai anh em tôi ngủ đây. Dạ. Đó. Nó ấm hơn ngủ dưới ghe không? Nó ấm nhiều chứ. Ấm nhiều chứ. Cái hơi ấm này là con nghĩ là từ chị Hường xuất phát từ tình yêu thương của cha con đó, với lại từ anh Hưng ở trong kia hơn 20 mấy cây ra đây để mà đón cha mình mà. Đúng. Nên hôm qua là nghe chị Hường nói là ông Tư không đắp mền luôn. Không. Hai ông dẹp cái mền vô gốc. Dẹp mền luôn không ba? Dẹp vô gốc mùng vậy đó. Hai anh em nằm ngủ à. Mà ngủ chứ là tôi không ngủ đâu. Dạ, còn ông ba? Còn tưởng tượng nhớ hai đứa con. Cái bên đây còn nhớ nữa. Nhớ chứ. Dạ. Còn ông ba hôm qua sao rồi? Con thấy ông ba giống như ông Tư, giống như là ông Tư đi coi vợ cho ông ba quá vậy. Quá quá mừng, quá vui, quá đưa. Nhưng mà thấy tình cảm của chị Hường là ok không? Ừ, ok. Cái con cháu nó cũng quan tâm. Tức là mình từ Hậu Giang xuống đây 100 hơn, đó. Hơn 100 cây. Ừ, hơn 100 cây đi, nói chung đi. Yeah. Xuống đây cũng mừng lắm. Vừa mừng vừa vui. Rồi với thứ ba nó là đời sống con cháu ăn cháu ở sao đó. Thì nhà cửa thế nào? Nếu như mà đứng ở một cái góc độ một người xa lạ, không phải là con của ông Tư, thì ông ba cảm nhận người Cà Mau như thế nào? Cũng thấy cũng nhà cửa cũng khang trang. Người Cà Mau có dễ thương không? Sáng nay thì đi có mời ông ba với ông Tư đi ăn sáng. Yeah. Mà ông ba với ông Tư không chịu ăn, chỉ ngồi uống nước trà với lại ăn miếng cháo của chị Hường nấu với lại cá kèo nè. Thì tại sao không đi ăn sáng với tụi con ông Tư? Cha không chống ăn đối với con. Nhưng mà Cà Mau này cha sống là mấy chục năm rồi. Bây giờ có thay đổi nào cũng quê hương của cha. Đó. Nếu không quê hương cha làm sao có hai đứa con. Dạ. Đó. Thì cha không muốn đi. Quán nào nấu ngon cỡ nào không bằng quán này. Được không mấy chú? Dạ. Đó. Nhưng mà chị Hường nấu ngon không? Ủa không ngon sao ngồi đây chạy. Thật ra đối với ông Tư thì cảm nhận được rằng món ăn nó không quan trọng. Đúng. Quan trọng là cái tình cảm con cái nó dành cho mình với lại bạn của mình. Dạ. Xuống đây chơi, các công ngồi xe mấy tiếng đồng hồ. Dạ. Xuống đây cảm nhận được sự ấm cúng. Ngoài ra thì kế hoạch ông cháu mình ở đây còn khoảng 2-3 ngày nữa. Còn vài ngày chứ không phải là ngắn ngủi. Dạ. Lúc trước là kế hoạch mình đi là chỉ có
Một ngày đêm là bữa nay mình về. Ờ. Là ngày đêm thôi, là đêm chỉ có một bộ đồ thôi. Đúng. Rồi bây giờ là mình kế hoạch của mình chơi vui mình chơi tiếp. Đó. Dạ. Đời tôi sáng hôm sau chú Út về. À. Ngoài ra là con biết ông ngày hôm qua thì cũng có chén rượu chén chè thì không có chia sẻ với cô bác anh chị tại vì quá vui rồi. Đó, cũng có mời cô bác hàng xóm đến đây để mà chung vui. Ừ. Thì ông Tư có đem theo lì xì cho con cháu mình một cái gói mì nhỏ nhỏ. À. Mà cho con coi thử cái gói mì nó như thế nào ông Tư. Ông giấu con từ trên xe luôn á. Ông nó cũng còn không có nhiêu, nó muốn hết nửa gói rồi. Hết nửa gói luôn rồi. Hết nửa gói. Ủa sao mau vậy? Ủa chua cắn thì sao? Ông nước nóng thì nó quá chẹp. Dạ. Đâu cho con coi nửa gói mì còn lại đi. Con chưa có thấy gói mì nó như thế nào á chú Tư. Này cho chú trải nghiệm cái gói mì. Thì gấu. Người gấu đỏ thôi, cháo, cháo. Chú Tư có cháo thịt bằm nha cô chú anh chị. Hả? Cháo đặc biệt lắm đó. Đâu cho coi cái sợi mì đó sao? Ủa nửa gói hả? Hết nửa gói mà còn nhiêu đó hả? Ừ. Ôi trời ơi, cho con cầm gói mì nó nặng không? Ôi trời ơi. Sao mì này là quyết nhất với nước Việt Nam luôn. Gì cũng cái gì cũng cái vậy. Sợi mì này ghê gớm quá. Mày này thị trường chưa có. Không biết ở Cà Mau có bán không em? Dạ, nhưng mà làm sao mà ông Tư là chơi một cái cách ngụy trang nó táo bạo như thế này hả? Cái đó là mình tự nhiên. Tự nhiên. Lấy cái để tạo. Đó. Cảm vẻ bên ngoài. À, thông báo với lại cô bác anh chị là sau clip này là ông Tư cũng lì xì hết rồi nha. Đó, về Hậu Giang là ổng cũng còn cái mì này đâu. Đó. Con trai chị là biết sao không? Lỡ tôi gác ngoài đường á, không ai biết đâu. Ta đâu biết lắm. Mình quay lại mình kiếm được. Ừ. Mà thậm chí là ăn trộm nó lên ghe nó cũng không biết đường đâu nó kiếm luôn á. Mà sáng hôm nay là dài ăn trộm đừng có mơ. Hôm nay không ăn rồi không bỏ gói không nè. Thì chú Tư ngụy trang đúng như một người lính chiến. Ngụy trang. Ông Hải. Này ông ngoại chơi gói mì uy tín rồi trời. Ông Hải đến đây cũng không có gì với con, ông ngoại chỉ đem theo một gói mì nho nhỏ. Đó. Hôm qua là ông ngoại lì xì cho cháu ngoại là 1 triệu đồng. Lì xì 1 triệu đồng luôn. Đó. Cho Hải á. Cháu ngoại là 1 triệu đồng luôn. Cháu ngoại là không muốn nhận ông ngoại, nó con không nhận là ông ngoại không ở. Đúng. Đó. Rồi tôi nói cũng như là đinh nóng trong cột chứ không phải đóng trong mặt bè nha. Dạ. Đã lúc đầu là xuống đây là đã tạo cho chị Hường với anh Hưng một cái bất ngờ hôm nay ông à. Ông ngoại lại tạo cho hai đứa cháu bất ngờ, cho con với Đạt bất ngờ luôn. Trên đường không mở mì gì hết trời. Dù trên đời tôi ngày nay tạo cho con tôi bất ngờ, với cháu ngoại tôi bất ngờ, nhưng mà trên đoạn đường tôi không có mua gì cho con cháu. Nhưng mà trên đoạn đường đó, nhưng dạ. Mà tôi chỉ có mang có gối này thôi. Nhưng mà sao trên đoạn đường ông Tư không mời con với Đạt ăn mì? Ủa mời chỉ đứng chạy xe mà mời ăn mì sao không lái được. Trời bí mật nghe luôn, bí mật mình lúc mà bí chân luôn tới lúc cuối luôn, tới lúc cuối luôn mới nói ra đó. Ông nói rồi đó, về đây nha. Có nghĩa là ông bà không biết luôn đúng không? Ừ. Biết mới sợ. Biết mới sợ. Chơi gì ai chơi lợn. Bí mật quốc gia là không biết được. Ủa chú nhớ rằng tôi trinh sát của quân khu 9 này nọ mà. Dạ. Nếu chú lộ bí mật thì chú phải bị người ta bắn rồi. Bắn chết rồi. Ừ. Đúng một lời chung chiến 6 năm trời ở Cam mà. Ừ. Đó vậy thôi. Đó quá hay. Coi chừng coi gói mì nó bốc hơn á. Gói mì khá là đặc biệt. Mà để gì cũng không ai biết luôn á. Để gì cũng đâu ai biết đâu. Ta tự nó có mì không bà. Mà coi chừng nếu mà sơ ý á. Tưởng là bạch thuốc vắng. Ờ nếu mà sơ ý hả. Như con đưa giờ nó không biết em. Sơ ý rồi nhậu vậy. Rồi thấy có cái mì như vậy. Nó bỏ vô trong gác nó luyện với xong. Nhưng mà lúc nào là ông Tư cũng để có mì trong cái túi trơn á. Không bao giờ để ngoài mà. Hả?
chinh chiến xa trường với quen hơn ông Tân hả? Chinh chiến ở ngoài xa trường với quen đúng không? Quen trí nhớ của chú Tư tốt thật á, nhiều khi quên lại với mày. Có khi mày ở cạnh luôn. Không không, nếu chú muốn luyện hả, chú luyện đó. Lấy cái kho đó, lấy cái kho chứ, để gió nó thổi qua bên con rồi sao? Hay trời, Nguy Trang hay thiệt đó. Chú luyện là đi vậy đó. Yeah. Sáng nay lại đây ông Tư với ông bà ăn cháo trắng. Kỹ thuật phải nói là kỹ thuật quá hay. Ấm lòng chứ. Không hay đâu con à. Sao ông Tư không suy nghĩ rồi để vô bao lì xì mà lại để trong gói mì đưa vậy? Để trong bao á thì thấy nó cũng sớm, nhưng mà thấy đã muộn rồi. Muộn Tết rồi đúng không? Ừ. Bây giờ mình để trong cái bọc mì vậy thôi. Hôm qua có gói mì đó không mà hai thằng nhỏ ăn mì vậy thôi. Đó. Phải hôm qua mà chú đưa cho chị Hường nấu cho con ăn là con ngon lành rồi. Đó, đúng riệt. Mấy chú đưa tôi về đây đó, con tôi đó, tôi không có chơi nữa. Có bịch cháo gấu vậy thôi. Đem theo chỉ có bộ đồ với bịch cháo thôi. Cháo gấu thôi à. Đó. Không có đem theo gì nhiều. Không đem gì nữa chứ. Cầm gói mì cung tay thôi. Hai ông Tư sáng ông cháu mình tọt chuyện chút thì để ông Tư. Đó. Trên bốn vùng chiến thuật đi ông Tư. Tôi thường đi đó đây gì đó. Đã thường đi đó đây. Bùng đen lâu rất gì đó. In dấu dày. Quên rồi. Không, Tư ca nhớ nhiều mà. Tư ca hay lắm. Ủa hay thì cha lên làm nghệ sĩ rồi. Nhưng mà ca ca lẻ thôi. Chứ chưa ca sĩ được. Bỏ sĩ mệt quá hay cha mình ca lẻ thôi. Bán từ từ. Thôi thì nãy giờ cũng tâm sự. Thôi vậy thì để dành cho không gian cho ông Tư với ông Ba với lại chị Hường. Con đi cùng với anh Hưng đi vô trỏng văn lưới chỗ lú chơi. Mau ra con. Dạ. Rước cậu chín con ra. Dạ, hai phần dưỡng. Giao nghe ai bắt dính con nào? Đi bắt dính, đi bắt cá. Bây giờ lội lội bùn đen in dấu chân đen nha, đi bắt cá, lội bùn. Lội bùn lâu lắm. Xuyên đêm. Chấm chân đêm. Dạ. Cái trần hai chung. Dạ. Bị vô ma. Hôm nay còn đường bộ nữa, bữa nay tí xíu trưa tắm cái nghỉ ngơi. Cái chiều mấy ông cháu mình cùng nhau đối ẩm. Không, tôi nói chú rồi nè. Ông cột ở trong rừng, ông có tắm không? Chú có thấy tắm không? Quân cột gì chị mua đủ hết rồi đó. Ở nhà hai ông không ngon nào chị đi tắm. Từ từ. Ông Ba thì cái màu xanh luôn, còn ông Tư bị rô ma mới. Đó. Còn hết á, 3, 4 bộ lận. Có khăn nữa kìa. Khăn qua mình. Khăn tắm, quần cục nữa nè. Em hả? Cho nó khỏe. Con là con là ví dụ như có rượu vô là con xỉn xỉn con tắm lại là khỏe liền. Tắm lại là khỏe liền. Nó tốt mồ hôi ra. Khỏe lại. Nhưng mà biết có chân, có chân gói mì đó chị bốc hơi á. Là mẹ con cơm rồi. Chơi này không được rồi, tặng này cho cháu đợi. Với mẹ. Tặng cho bà. Tặng cho hai chị em mình có một tờ. Đâu đâu anh Hưng? Thấy được tờ đó đâu, tờ nhỏ nữa. Không thấy được tờ này nữa, tờ nhỏ. Tặng cho bà Tư mấy sợi mì hả? Mấy con gấu đỏ. Mấy con gấu đỏ. Đó, gấu đỏ luôn á. Vậy ai chơi lợi ông Tư? À, nó chơi mà, vậy là quá quý rồi. Vậy dành tiền hồi đó giờ cô bác quý anh chị rồi dành dụm rồi ông Tư dành dụm đi lại rồi đi lì xì mới có được cái gối gấu đỏ này cho nên là mới dám đi chứ không đâu là chạy mấy từ từ
À vậy là muốn muốn đi về Cà Mau là cũng phải có gấu đỏ rồi mới đi được chứ. Gấu đỏ rồi. Đâu phải muốn đi là đi đâu. Vậy là con gấu đỏ cỡ chú Tư đi. Gấu đỏ cỡ đó mới đi rồi. Vậy là có kế hoạch ông Tư đi về Cà Mau là có kế hoạch hết rồi. Đó, là có cái bịch gấu đỏ này mới đi được. Ừ. Đó. Thì ra là bí quyết mà để giờ này mới đi xuống Cà Mau là sao con hiểu rồi. Hiểu chưa? Để dành một bịch gấu đỏ. Để, đúng không? Đi gần cái gấu đỏ đó, bịch cháu thôi. Nó nhỏ vậy đó. Nhưng mà nếu mà biết nấu, biết ăn thì ngon lắm. Dạ, dạ. Con. Dạ. Còn không biết nấu, khui ra cứ đổ rồi hấp. Biết con làm gì vậy là cái tâm lý của ông Tư tâm lý chiến quá dữ rồi không dữ thiệt. Qua nay đi xuống với con đó mấy con biết không đi không có hết nè. Quần áo không đem để mấy cái nút lọt sọt định đánh lừa sự chú ý của con với Đạt đúng không? À hôm qua con nhớ rồi, ở cái đoạn mà con kêu ông Tư ơi là ông Tư là chưa gài áo là để đánh lừa là con với Đạt là kêu ông Tư gài áo vô để đó. Quên với mày. Đúng không? Đúng rồi, đó. Trời ơi trời, chơi dữ trời. Anh Hưng biết không là hồi hôm qua là mình kêu ông Tư ơi là thay vì ông Tư cũng chuẩn bị thức 5 giờ sáng thì cũng gài áo vô thì cũng đi. Đúng không? Ông Tư để hai cái áo không có gài cái nút vô. Lọt lọt sọt lên đây cái gài áo Đạt nó cổng vẫn đâu biết là ông Tư chuẩn bị gói mì ở trong. Chơi đánh lừa đối thủ. Ờ dữ thiệt. Vậy là phát hiện ông Tư rồi. Phát hiện rồi phải không? À, cô bác của anh chị mà có xem lại cái clip mà Đạt cổng ông Tư là lúc đó là ông Tư chưa gài áo để hai nút lọt sọt kìa nè. Đúng. Tao không gài áo. Mày đã quên nó mấy điện thoại. Rồi chú Đạt mới xuống ghe trả lời lấy mấy điện thoại. Dạ, cái quên điện thoại là nó ngoài dự tính của ông Tư rồi. Mà mấy điện thoại quên thì không tiếc. Mày nhớ lắm mày, mà quên. Đạt có nhớ không? Lúc mà mà kêu ông Tư để hai cáo không gài nút vô là cũng có tính toán hết rồi. Ừ. Phải không Tư? Đúng. Dữ thiệt, dữ thiệt. Gần càng già càng cay cô bác anh chị ơi. Vì đáng tiếc khe để chú chạy cho phải đến gia đình con luôn. Chứ theo lúc đây phải mua cái gì cho cháu mày. Dạ. Bây giờ không được mua gì. Ừ chết. Đó. Chỉ là không bắt giờ lên mua cho cháu mày. Dạ. Con. Dạ chở. Dạ. Có nhiều lúc bán nhưng mà. Dạ. Mà trong túi không có gì trên chỉ có xe đó thì nó rẻ hơn. Cháu gấu gì đó nè. Vậy chắc có lẽ là cô bác của anh chị biết được rằng là trước đó thì ông Tư không có về Cà Mau trước Tết á, để thời điểm này về á. Thì trước đó cô bác của anh chị cũng có buồn, hơi thất vọng về ông Tư mà sau cái clip này là cô bảo đảm cô bác của anh chị sẽ thấy ông Tư là cực kỳ dữ luôn. Thương ông Tư nhiều hơn. Dạ. À, rồi, con chào ông Tư, con đi giăng lưới bắt cá đây. Rồi. Mà về sáng sớm nghe. Dạ, tranh thủ. Nhưng mà đây đó nó mấy chục cây rồi. 12 cây à. Dạ dạ. Thôi đi thôi. Cho bả lì xì cho mẹ nè. Lì xì quá Tết. Ai? Dạ. Thôi tao không nhận. Muốn để cho ông Tư á. Để cho ổng đi, tao không nhận. Tại bây giờ có anh rồi. Bây giờ là có anh Hưng lo cho bà sao. Để cho ổng đi lên xuống. Hôm mùng 3 rồi hai chị em mua tôm để cho anh hỏng điện cho mấy đứa chứ. Nhưng thấy Tết thì tao nói trời ơi, tháng này đi mà không điện cho mấy anh mày hay gì trơn. Tại anh thấy Tết á. Ừ. Thì này con có trao nghe mà tại mẹ không. Hai chị em nói với hai thằng cháu. Thì ý thêm từ ý cô Sáu là muốn để tiền cho cha đi tới đi lui. Để đi tới lui ổng đi chứ tao không nhận. Để cho cha đi tại vì ông Tư không còn sống mình mà. Ừ. Tao thì tao còn nhưng mà hoàn lại cái gói mì cho ông Tư nha. Về nói với ổng á, nói mẹ không có nhận, để cho ổng xài. Dạ, ổng sống có một mình. Ổng sống có mình nên ổng còn đây có mày đồ lo rồi. Dạ, ô vậy là quá tốt rồi. Còn nó lâu lâu nó lên nó thăm ổng thôi chứ nó đâu có trực tiếp nở với ổng lo ổng đâu. Nó chỉ ở đây lo cho cô. Thì để dạ, tiền đó, nó đi tới lui đi. Một là đưa ông Tư không nhận thì anh cứ thôi giữ đó luôn đi cho bà Tư, cho ông Tư vui đừng trả lại. Anh cứ giữ đó đi lên đi xuống cũng được nữa. Ừ.
bây giờ đưa lại cho ông Tư. Thì nếu mẹ nhận mà mẹ đưa lại cho con cắt rồi. Nói bà Tư bà nhận rồi nhưng mà bà Tư giao lại cho anh. Chứ đừng nói bà Tư không nhận thì ông Tư cũng buồn. Bởi vì nó không nhận thì lên. Rồi bây giờ nói lại câu uy tín đàng hoàng coi. Sao? Nói mẹ nhận mà mẹ gửi lại rồi. Cha lì xì cho mẹ như đó. Một triệu. Một triệu. Mẹ nhận mẹ đưa lại cho con giữ. Bà Tư vẫn nhận cái tấm lòng của ông Tư. Nhưng mà thôi đưa lại cho anh để mai mốt cho ông Tư xây sở. Cho anh lên xuống nữa.